Rồi, bên em mới về một con 295 nha. Đẹp luôn. Thấy bên 295 nha. À, nhìn nó đẹp. Tuyệt vời luôn nha. Đẹp như mộng, như mơ. 295. Đang dọn nha, mới về tức thì khoảng nửa tiếng và bắt đầu đưa ra đây làm. Một con xe lốp đẹp, lốp sau rất là đẹp. Quan trọng nhất là lốp sau, mà lốp sau đẹp là được rồi. 13, 6 trừ 24. Rất là đẹp nha. Lốp trước thì còn chạy được nha, không đến nỗi. Lốp trước còn chạy được nha. 7/16. Còn 295. Nó là đẹp, đẹp len keng luôn nha. Bên em đang thợ đang coi nốt những khâu cuối cùng để cho nó hoàn thiện một con Kubota 295. Đùi này rất là đẹp nha. Đây, ốc đùi này rất đẹp mà không tì một vết tích luôn nha. Chục còn trắng luôn. Đang lai hả? Không. Thì đang lai mình đừng đừng. Nó đẹp, đẹp không tì vết, cực đẹp luôn. Ừ, ăn đi. Nó cực đẹp luôn nha. Nó đẹp ghê gớm. Quá đẹp luôn nha. Con này có bên nghiêng luôn nha. Nó còn 7 màu luôn. Đùi rin luôn mà cực đẹp luôn. Đây là máy giặt nước nha. Chắc luôn ơi, rin mà, con này rin mà. Nó rin mà nó đẹp ghê lắm này. Nó còn này nguyên rin luôn nha. Nguyên rin luôn mà con xe nó đẹp cỡ này đây. Nói chung là đẹp lắm. Nói chung con Kubota ZL1295 này thì tuyệt vời. Con này chạy mới có mấy trăm giờ thôi. Xe nó chất máy nó đẹp thì chạy ít. Đây nghe máy bác nha. Heo dầu, bếp dầu. Đẹp cực kỳ luôn nha. Đất còn bám kìa. Cái chỗ đây là trà số khung nha. Bên Nhật họ sẽ trà số khung ngay chỗ đây này. Đấy. Thì nó bị bong chóc. Họ trà số khung số mấy. Cái đó là người ta trà số mấy. Không chắc. Còn đây là số khung của nó. Nói chung là nó như mới nha. Nó như mới vậy đấy. À, đục cái ống dầu nhỏ nhỏ ấy, cái ống bơm ben ấy, rất là đẹp nha. Đó, đẹp là so 7 màu luôn nha. Cái cây này còn 7 màu luôn. Nó mới keng luôn.
Ừ anh đi. Nó mới keng luôn nha. Một con xe keng xe ben. Đây nha. Xe rất là đẹp. Đấy, đất đai nó còn bám đây, bên em chưa dọn kỹ càng, mà chốc nó đưa xịt ra. Rất là đẹp. Cổ bô còn trắng trắng luôn này. Ốc chưa có dấu mở nha bà con nha. Đấy, bảy màu hết luôn nha. Má cái xe đẹp dã man luôn. Trợ lực lái rất là đẹp. Chạy 882 giờ nha. Ghê thiệt, xe nó quá đẹp. 295 nhức răng. Con này lên sóng thì bán nhanh thôi. Rồi để em nắp bẩn lại rồi test lên cho mấy bác nghe. Cái máy của em 295 này. Tạ không có tạ nhưng mà nó có cái tạ đó đó. Nhìn còn nguyên luôn nha. Chưa sức mẻ luôn. Đấy. Đâm cầu trước. Chưa hành với bùn luôn nha. Ghê không? Xe rất là đẹp. Đây là mấy bác bao xài test ra. Rồi đây, để em nắp bẩn lại rồi test nó lên. Đây nghe mấy bác nha. Bây giờ em sẽ test. Thợ bên em cũng nói đang bắt men ốc kìa. Đó, đang bắt lại cho nó đầy đủ. Chưa đâu vào đâu. Thì số của nó thì đơn giản thôi. Đây là số tới lui. Đây là số 1234. Cầu trước cầu sau. Ở đây là 1234 nữa này. Cá tay. Ben. Số sới. Rồi, để khẩy nó lên. Con này thì khẩy nhẹ cái nổ thôi. Máy rất là đỉnh nha. 195. Máy em ru. Máy cực êm luôn nha. Xong. Con máy giờ chưa bắt ốc nha, nó rung 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 rung. Đấy. Rất là đẹp. Rồi bên em đang ra con này là giá là 125 triệu. Đầu không nghe mấy bác nha. Rồi cảm ơn mấy bác đã đến coi video em.